Thưa ông tuần trước ông nói tới cái vấn đề 3D printing, tức là một cái gì rất là mới chứ không phải là chỉ có in 3 chiều thôi. Và cái tin của ông nói đã khiến tôi nhớ là hôm thứ hai vừa rồi, hôm 26 tháng 9 thì cái công ty GE Aviation, tức là một chi nhánh của tổ hợp General Electric của Mỹ, đã bỏ ra một số tiền khổng lồ là 400 triệu để mua Không, một một cái tỷ, không, 1 tỷ 400 triệu. 1 tỷ 400 triệu, 1 tỷ 400 triệu, chúng tôi lại vâng, để mà mua hai cái hãng Âu Châu nhằm mục đích là sản xuất những cái đầu máy tuabin pin mà qua một cái kỹ thuật là 3D printing. Thế thì cái câu tôi muốn hỏi đó để ông giải ảo là 3D printing bây giờ nó vẫn còn nằm trong giai đoạn thí nghiệm và có tính cách khoa học giả tưởng theo Star Wars ngày xưa, hay là nó thực tế Không, nó nó đã đã trở đi vào thành thực một cái tế cuộc chưa? cách mạng rồi, và lý do nào mà gọi là GE Aviation đó, lại phải đi mua công ty của Âu Châu? Đúng rồi, tức là hai cái công ty, một công ty của Đức, SLM Solution của Đức với lại công ty Acam của Thụy Điển, đó là họ tuyến đầu trong cái công nghệ gọi là CAD, tức là Computer Aided Design, tức là thiết kế và bằng computer, và tức là sản xuất ra, tôi gọi là nó từng lớp, thay vì tôi gọi là ấn loát là in 3D đó, tức là sản xuất ra theo từng lớp một trong không gian 3 chiều, tức là họ phun bột thép, bột titanium, bột này bột kia vào trong nó, đó kể cả xà cừ hoặc là đồ sứ vân vân gì đó, đặng để họ sản xuất ra, tức là những cái đầu máy, mấy cái tuabin pin ở trong máy bay đó của gọi là GE Aviation chẳng hạn, đó là họ đã áp dụng cái kỹ thuật đó rồi, và nước Mỹ mua luôn hai cái công ty dẫn đầu của nước Đức và của Thụy Điển, đặng để thụ đắc luôn cả cái kỹ thuật đó để cải tiến cái kỹ thuật của Tức mình, là thừa thành kỹ ra thuật đó cô Đức cũng có mà Thụy Điển cũng đương cũng có. có, tức là nhiều nước cũng có. Thì nước Mỹ đó là nó đi đầu trong nhiều cái lĩnh vực lắm, thành ra kỳ này thì chúng ta cũng sẽ nói chuyện lại về cái đó, về để tìm hiểu tại sao lại là nước Mỹ dẫn đầu, tại sao có một số quốc gia khác đó họ cũng biết được một số cái lĩnh vực đó, và nước Mỹ đó là bung tiền ra mua ngay cái đó, đem về tức là khai thác được, lấy lại được cả cái kiến thức đó để tổng hợp kết hợp vào trong cái hệ thống đã có của họ. Họ đã có 80%, họ mua thêm được 10% của anh này, 10% của anh kia, tức là dùng cái chữ nôm na cho mọi người hiểu, tức là ăn trùm thiên hạ cái Thế là mà mạnh vì gạo bảo vì tiền. đấy. Từ xưa tới giờ Hoa Kỳ vẫn có một cái chính sách là bỏ tiền ra để mua gọi là trí tuệ của nhân loại. Vâng. Tại Rất vì nhiều nhưng nước mà đã họ bị có brand tiền, name phải không ạ? họ có tiền. Nhưng mà bây giờ trở lại vấn đề là cái 3D printing đã đi từ nước nào, mà Mỹ có phải là quốc gia đầu tiên không? Không, không, nước Mỹ là quốc gia đầu tiên đấy cả, họ đã thử nghiệm cái đó. Cái chữ đó là dùng đó là đầu tiên, người ta gọi là additive và add, tức là cộng đó. Additive và manufacturing, sau đó họ gọi là advanced manufacturing. Thế thì mấy ông nhà báo đó, thì chúng ta là nhà báo, nhưng mấy ông nhà báo vốn dĩ đó là có cái tính để tìm cái chữ cho nó gọn, nhưng mà nhiều khi nó sai đó. Thành ra mới để là 3D printing, làm cho mọi người cứ nói là printing, Made tức là kỹ thuật ấn loát bằng không gian 3 chiều. Kỹ thuật đó, tức là trong computer họ nhìn ra cái tuabin pin hay một cái đầu máy hay là một cái smartphone của mình nó như vậy đó, thì từng lớp một, thì cái lớp nào nó là nhựa, lớp nào nó là thép, lớp nào là nó có những cái phần mà nhu liệu của nó ra làm sao đó là mỗi một lần như vậy đó thì họ ráp thêm một phần vào, tức là nó làm thành từng lớp một, tức là nó additive manufacturing, nó là nằm trong cái tinh thần đó. Và khi chúng ta nói đến bột titanium, tôi phải nói như này đó là tuần vừa rồi đó là nó có một mấy công ty nó ra một cái phúc trình, một cái báo cáo dự đoán rằng là về kỹ nghệ bột titanium, triển vọng của cái thị trường bột titanium từ năm 2016 cho đến 2020 ra làm sao. Thưa quý khán thính giả, chúng ta đó là sống trong cái vùng bonsai, và với khán thính giả của chúng ta không thôi đó, phúc trình được $4.000. Tôi có muốn đọc đến mấy thì đọc, đó là cùng lắm đó, đó là mình chỉ có đọc được cái bản mục lục của họ thôi, còn cái nội dung của họ đó, đó không có. Cái đó thì có những cái công ty là dân trong cuộc, $4.000 để có cái Để đó, mua được cái bản phúc để trình đó. mua bản đó, thì mình bảo là cái thị trường mà titanium là một cái chất gọi là kim loại quý mà rất rất hiếm, thí dụ Chế máy bay đó phải không? vâng, thì trong máy bay đó chẳng hạn, hoặc là giờ mình lấy một thí dụ khác, mình nói đến những cái chuyện mà mấy cái xe Tesla Vâng. chẳng hạn đó, bây giờ nó chạy bằng Không 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 có xài xăng đâu, tuyệt không đối phải là xe xăng mà điện nó đấy. chạy điện, thế nó chạy điện vậy gì đó, nó là cái bình điện của nó chạy bằng cái chất gì, cái chất lithium. Thế bây giờ đó là trên thế giới nó chỉ có ba hãng sản xuất những cái chất lithium đó không, đâu có nhiều người cứ hỏi tôi rằng là nếu vậy ông nói về đầu tư đó, đầu tư vào cái hãng nào là có lời nó kia,
đi kiếm cho cái hãng mà nó sản xuất ra lithium đó, đó. Trên thế giới nó có ba anh dẫn đầu, còn hai anh nhỏ nhỏ hơn một chút. Và nó ngồi yên, nó chẳng nói năng gì cả, người ta không biết nó là ai cả. Nhưng mà đến khi mà trong tương lai đó, đó là từ một cái máy nhỏ như này cho đến một cái xe hơi, rồi còn cái xe hơi không người lái nữa, okay, thì cái bình điện của nó như thế nào, và để nó sạc, mình đậu xe trong garage của mình đó là cắm điện vào trong garage của mình, hoặc là trên xa lộ đó, là ngay trên xa lộ họ đã ghim sẵn trên xa lộ những cái mà đặng để cho nó, trong khi cái xe nó đang chạy rồi nó đã có thể nó hút điện để nó sạc vào cái bình điện của nó, và nó phải có lithium. Thì tức là chúng ta cứ nghĩ rằng là khoa học giả tưởng, thực tế ra đó, đó là nó đã có ở trong cái đời sống, nó đã có trong thị trường rồi, và nước Mỹ thì cũng dẫn đầu. Phải, chúng ta sẽ có thể trong kỳ này mình hỏi tại sao nước Mỹ dẫn đầu, tại sao nước khác không dẫn đầu, và cái thứ hai nữa đó là nước Mỹ sẽ dẫn đầu trong khoảng bao nhiêu lâu nữa, và cái thứ ba đó, khi họ dẫn đầu như vậy đó, đó thì cái quan hệ kinh tế giữa buôn bán giữa các nước với nhau, kỳ trước chúng ta nói là một cái máy này nó phải 6-7 quốc gia giáp chế các thứ, mỗi anh có một hũ cơ phận, xong sau đó là đưa cho anh tàu, tại vì mấy cái người tàu đó, đó là đông dân, nhân công rẻ, bây giờ nhân công cũng bắt đầu đắt rồi, thế giờ đem xa đó, đó là mấy người Việt Nam nhìn hiếp kia thấy Made in China chẳng hạn, ông nó ghê quá. Made in China là chỉ là cái ngọn thôi, nguyên cả dưới trí tuệ là một chục nước khác, quốc gia khác nó làm, một chục quốc gia khác nó bảo ô cái anh tàu này bây giờ anh bắt đầu anh hống hách mà anh lại bắt đầu anh tính đắt, giờ tôi đi kiếm khác, tôi đi kiếm anh Mỹ, anh Bangladesh, hoặc là nếu anh Việt Nam đừng có ngu quá và đừng có tham quá như là cái giới lãnh đạo Hà Nội bây giờ đó, thì có khi họ sẽ làm chỗ đó. Thì tức là chúng ta có thể ăn được vào trong một cái tiến trình đó, nhưng mà cái chu trình đó bây giờ nó cũng bắt đầu nó chấm dứt, là tại vì từng nước một, những cái nước tiên tiến nó có thể nó sản xuất lấy và nó không cần các anh nữa. Các anh có thưa thép, các anh có quặng sắt đó, đó. Nhưng mà tôi không bột thép cơ, bột titanium cơ. Thưa khán giả, đề tài này rất là lý thú và chúng tôi sẽ trở lại ngay với ông Nguyễn Xuân Nghĩa sau ít phút thông tin thương mại.